mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Người chân voi. Thái Tiên Sinh năm nay 67 tuổi, người Triều Châu. Năm 1941, Nhật Bản xâm lược Trung Quốc, quê nhà bị vây hãm, sinh hoạt bị ép ngặt. Thời thanh niên, ông ly hương qua nước Thái Lan mưu sinh, hiện đang cư ngụ tại miền Trung Thái Lan, sống bằng nghề buôn bán. Hai chân ông bệnh giống như chân voi, đã 9 năm rồi. Thái Tiên Sinh rất ưa ăn thịt ngỗng và uống rượu. Hàng ngày mỗi tối, ông dùng một mâm thịt ngỗng và nửa vò rượu, ngày nào cũng thế. 10 năm trước, ông theo đoàn du lịch đến miền Đông Bắc Trung Quốc du ngoạn và được ăn một lần món chân gấu vang danh cổ kim, khiến cho ông cứ về nhớ nhung mãi. Tiếc là chỉ có lần đó, vì sau khi về đến Thái Lan thì ông không còn dịp thưởng thức món chân gấu quý giá đó nữa. Cho dù là vậy, Thái Tiên Sinh vẫn ưa ăn chân gỗng vì nó có chút mùi vị tương tự. Từ đó, ông thường dùng chân gỗng nhắm rượu cho đỡ nhớ chân gấu. Sau này có người bày ông cách dùng chân gỗng, nói rằng không những mùi vị có thể ngon ngang chân gấu mà còn có thể giúp bổ tinh, tráng khí, dưỡng thần, là phương pháp bí truyền của các quân vương thời cổ đại. Thế là Thái Tiên Sinh học cách chế biến chân gỗng. Tại trên cái bàn sắt, chung quanh có lan can bao kín. Ông bắt con gỗng sống thả lên bàn, để nó đứng như vậy, rồi sau đó nổi lửa, đun củi bên dưới nung nấu dần dần. Tùy theo nhiệt độ gia tăng, bàn sắt từ từ nóng lên, con gỗng dần dần chịu hết nổi, nó bèn co một chân lên, nhiệt độ càng tăng cao. Hai chân gỗng đều chịu hết thấu. Nó phải vừa co, vừa buông, giống như khiêu vũ vậy. Lúc này, ngỗng có muốn chạy trốn cũng không được, vì chung quanh đã rào kín. Đợi bàn sắt nóng đến đỏ rực thì hai chân gỗng nhảy liên tục như điên, như cuồng phong bão vũ. Nó liều mệnh mà nhảy, chỉ có nhảy và nhảy thôi. Sau đó nó nổi khùng, tông lung tung, cố dương ra hết ga, phát ra tiếng kêu thê thảm ai oán, rồi té xuống. Bây giờ hai chân nó bỗng đỏ sưng vù, nhưng chưa tắt hơi. Thái Tiên Sinh thấy vậy liền nhanh nhẹn chặt chân nó đi. Ngỗng đau đớn ngất xỉu rồi tỉnh dậy, lại tiếp tục hôn mê rồi chết. Nhưng lúc này Thái Tiên Sinh bất quản, chỉ quan tâm đến việc đem chân ngỗng ra ngoài rửa sạch, rồi nấu với thuốc, chùm lửa riu riu. Theo truyền thuyết, khi con ngỗng vũ trên bàn lửa xong, toàn thân khí huyết đều tập trung xuống đôi chân, thịt ngỗng cũng biến thành vô vị, không có giá trị dinh dưỡng bổ béo gì. Lửa bàn sắt nung nấu khiến cho máu huyết toàn thân đều tập trung xuống chân nó, gọi là chân ngỗng luyện đan. Thái Tiên Sinh cứ thế mà ăn chân ngỗng luyện đan mấy năm rồng. Sau đó chân ông phát bệnh, vừa đỏ vừa sưng phù giống hệt chân voi, từng khớp xương trên thân đều đau đớn. Bác sĩ nào cũng khám qua, uống đủ thuốc đông y lẫn tây y mà vẫn vô hiệu. Một ngày chân ông đau hết 24 giờ, cả năm chịu đau 365 ngày. Thống khổ này dày vò hành hạ ông suốt 6 năm ròng rã, khổ đến không chịu nổi. Nhiều lần ông muốn tự sát, may được hiền thê giữ lại và hiếu tử khuyên lơn, ông mới ráng kéo dài hơi tàn. Một đêm nọ, ông mơ thấy một bầy ngỗng không chân tìm đến, hung bạo mổ cắn. Lúc tỉnh dậy, toàn thân ông xuất hàng mồ hôi dầm dề. Ông liên tưởng đến bệnh của mình, ắt là có liên quan đến việc ăn chân ngỗng, vì ông đem con ngỗng còn sống nhốt trong bàn sắt nướng nó, chứng kiến nó khiêu vũ trên lửa thảm thương. Càng nghĩ thì tim kinh thịt rung. Bất giác ông nhìn xuống đôi chân sưng đỏ của mình. Ôi chao, giống hệt như chân ngỗng vừa mới khiêu vũ nhảy nhót trên lửa xong thì bị cắt đi vậy. Chính do thèm khát ăn chân ngỗng mà ông đã tạo nhân ác.
nên bị hồn quỷ của ngỗng đòi nợ. Báo ứng, báo ứng. Không ngờ nhân quả báo ứng nhanh đến như thế. Bây giờ lương tâm tỉnh giác, ông nhờ vợ dìu ra ngoài cổng, quỳ xuống chí thành hướng trời cao sám hối. Ông phát thệ nguyện: từ ngày nay trở đi, không sát sanh, không ăn thịt, nguyện thành khẩu trường chay, ăn chay đến chết. Bà vợ ở bên cạnh cũng phát nguyện ăn chay theo ông. Nói ra cũng lạ, kể từ sau khi ông hướng trời sám hối, lập nguyện xong, chân không còn sưng đau nữa, chỉ có hình dạng bên ngoài nhìn thấy rất khó coi, cử động bị khó khăn thôi. Đến nay ông không uống thuốc hay tìm bác sĩ chữa bệnh nữa, bởi vì ông hiểu đây chính là chứng cứ quan gia tìm đến báo oán, cho nên không muốn chữa trị làm chi. Thôi thì cam chịu lưu cái chân voi này làm bằng để cảnh giác người sau. Chớ vì dục vọng ham sướng miệng nhất thời mà sát sinh. Phải biết, thức ăn vừa qua cổ họng là biến thành chất thải, nếu tạo ác nghiệp sẽ bị báo ứng mãi mãi không ngừng. Đúng như thánh xưa từng nói: hòa phúc không cửa, do chính ta tự chiêu. Báo ứng của thiện ác như bóng tùy hình. Thái tiên sinh, nếu được thì nên làm nhiều việc thiện, tạo công lập đức, vì chỉ có công đức mới có thể giúp tiêu oan giải nghiệp, nghiệp hết bệnh trừ. Ha ha ha,